Hello, chào tất cả các bạn đến với video của mình. Hôm nay mình sẽ review skin Tiếu Thiền Mèo Công Nghệ các bạn ơi. Chắc hẳn skin này các bạn đã có hết rồi nhé. Còn các bạn nào chưa có thì tham khảo cho vui nha. Ok, mình đã nhập game rồi các bạn ơi. Tiên mình sẽ đánh đòn đánh thường các bạn. Mình đánh thường ra màu bằng cũng đẹp đấy. Come, I will show you my favorite storybook. Chiêu một nhìn khá là đẹp các bạn. Chiêu hai có đường xét đẹp không? Khi đóng băng là nó sẽ biến thành màu xanh các bạn. Cuối này các bạn thấy chưa, cuối đây còn miếng dê nữa nè. Miếng dê là bình thường các bạn ơi, không gì không có gì hết. Thôi video mình đến đây là hết rồi các bạn ơi. Các bạn xem video đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông nhận thông báo những video mới nhất nha.